Tinh dầu hoa anh thảo là gì mà nhiều người tìm kiếm đến vậy? Trên thị trường thì có hàng giả, vậy thì phân biệt hàng thật và hàng giả như thế nào? Tất cả những cái băn khoăn của các chị em sẽ được em chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời mọi người cùng đón xem chi tiết review về tinh dầu hoa anh thảo 190 viên. Trên tay em đang cầm đây là một lọ tinh chất dầu hoa anh thảo của Blackmore. Thì mọi người có thể nhìn thấy chữ đây là Australia. Hàng này là hàng của Úc và cái thương hiệu này thì ra đời từ năm 1932. Trước kia thì cái sản phẩm này thì nó có cái vỏ bề ngoài nó là màu xanh như ở trên màn hình em có đăng. Hiện tại thì đây là mẫu mới nhất của sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo Blackmore và mẫu này là 190 viên. Thì ngoài ra cái mẫu 190 viên này thì có cái dòng sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo 125 viên thì nó bằng thủy tinh. Nhưng mà ít được người Việt Nam ưa chuộng và mọi người là thường sử dụng cái dòng sản phẩm này. Mọi người có thể để ý đấy ạ. Đây là một lọ tinh chất dầu hoa anh thảo có vỏ bằng nhựa và trên vỏ thì có in chữ Blackmore, sờ vào có độ gợn. Mặt của sản phẩm thì màu trắng. Đây là dưới đáy của sản phẩm. Thì mọi cái thông tin ở trên cái sản phẩm này thì đều bằng tiếng Anh và đây là hàng nội địa của Úc. Sản phẩm này hiện tại là mẫu mới nhất ở thị trường. Và hạn sử dụng của sản phẩm này là 29 tháng 9 năm 2023. Và đây là số lô của sản phẩm. Còn đây là mã vạch của sản phẩm. Mã vạch này của Úc. Hàng này là hàng nội địa của Úc. Trên thị trường thì cái sản phẩm này được rất là nhiều người bán, rất là nhiều nơi bán với các mức giá khác nhau. Có nơi bán chỉ đến 350.000, nhưng có những nơi bán gần 1.700.000-800.000. Nói chung về mức giá thì khá là chênh lệch ở những cái nơi bán khác nhau. Tại sao lại có cái hiện tượng như vậy? Thì em cũng xin được chia sẻ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là hàng đi theo hàng đường biển. Như cái sản phẩm em đang cầm ở trên tay, đây là hàng đi theo hàng bay. Và một lọ như thế này 190 viên thì nó có trọng lượng khoảng độ 300-400 g. Nếu đi theo đường bay thì nguyên tiền vận chuyển thì mất khoảng độ 100-150.000 cho một cái hộp như thế này. Còn đi đường biển thì chỉ mất có vài chục nghìn. Vì vậy thì là cái giá thành của sản phẩm khi người ta đi theo đường biển thì bán rất là rẻ. Nhưng mà đi theo đường biển ấy thì cái chất lượng của sản phẩm thì nó không được tốt. Vì là họ bỏ trong cái thùng container. Khi mà thời tiết nó nắng nóng thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Còn là nguyên nhân thứ hai em xin được kể đến. Đấy chính là hàng giả, hàng nhái. Những sản phẩm không được nhập trực tiếp từ Úc mà nhập từ Trung Quốc. Họ làm y hệt như hàng thật nên là bán giá rất là rẻ. Nhiều chị có phản ánh với bên em là dùng cái sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo trước kia các chị dùng thì không được hiệu quả cho lắm. Các chị mua ở trên mạng uống thì cũng không thấy hiệu quả. Nhưng mà sau khi dùng những cái sản phẩm mà bên em phân phối thì có thấy cái sự khác biệt. Về cái chất lượng của nó tốt hơn và dùng nó không gây ra những cái phản ứng phụ như là những cái sản phẩm trước kia mà các chị hay dùng. Và cái lọ tinh chất dầu hoa anh thảo này thì em cũng xin được chia sẻ những cái công dụng cho những cái chị nào mà chưa biết hay hôm nay là lần đầu tiên tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này. Thì đây nó là một trong những cái sản phẩm được chiết xuất từ hoa anh thảo. Nó có công dụng chính của nó là giúp cân bằng nội tiết ở nữ giới. Thường các chị em ở nữ giới hay gặp những cái tình trạng là rối loạn nội tiết. Ví dụ như đến kỳ kinh thì bị đau bụng hay là mặt thi thoảng thì bị nổi mụn, nổi nhọt thì đấy là những cái hiện tượng mà bị rối loạn nội tiết. Khi các chị dùng cái lọ sản phẩm Blackmore này vào thì nó giúp cho các chị là cân bằng nội tiết, đến kỳ kinh thì không bị đau bụng, đỡ đau bụng hơn. Tiếp theo nữa thì nó sẽ giúp cho làn da được trắng hồng, mịn màng. Đây là một trong những cái sản phẩm mà được rất là nhiều chị em sử dụng. Cái dòng sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo này nó vào Việt Nam phải được đến 7-8 năm nay rồi. Và hiện tại thì cũng được rất là nhiều người sử dụng. Nên là mọi người phải biết rằng cái sản phẩm này nó có cái tác dụng, công dụng của nó rất là tốt và nhiều người sử dụng đi sử dụng lại. Và bên em thì có rất là nhiều những cái sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo như các chị thấy ở trên màn hình. Rất là nhiều thì em chỉ cầm một lọ để em review cho các chị xem. Còn đây là những sản phẩm cũng tương tự. Đây ạ. Chất lượng thì như nhau. Mẫu mới nhất của Úc gửi theo đường bay về. Sử dụng cái sản phẩm này như thế nào? Thì như các chị thấy ở trên màn hình thì là một
Viên tinh chất dầu anh thảo này nó có cái hàm lượng của nó 1 gram, tương đương với 1.000 mg. Và mỗi ngày thì các chị có thể uống từ 1 cho đến 2 viên. Và lưu ý giúp em, nó là ở dạng dầu nên là các chị uống sau khi ăn để được tác dụng cao nhất. Ngoài uống cái tinh chất dầu hoa anh thảo này ra ấy, thì các chị có thể bổ sung thêm cái vitamin E uống kèm, giúp cho là nó cũng cân bằng nội tiết, giảm đi cholesterol ở trong máu. Và cái hãng Blackmore này cũng có cái dòng vitamin E của Blackmore rất là đình đám và được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Về tìm kiếm cái sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo này thì hiện nay rất là dễ. Các chị chỉ cần lên Google vào Facebook gõ cái tinh chất dầu hoa anh thảo của Blackmore thì rất là nhiều nơi bán với nhiều mức giá khác nhau. Nhưng đi kèm với đó là các loại hàng và các chất lượng khác nhau. Vì vậy để được mua được hàng chuẩn, hàng chính hãng, sử dụng những sản phẩm mà của Blackmore chuẩn của Úc thì các chị hãy tìm những nơi uy tín để lựa chọn, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nếu mọi người thấy cái video này hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh. Nếu mọi người cần tư vấn cụ thể hơn về cái dòng sản phẩm tinh chất dầu anh thảo của Blackmore thì cứ liên hệ trực tiếp theo số hotline em để ở góc trái màn hình 0985229900 để được tư vấn cụ thể hơn. Không chỉ cái dòng Blackmore này đâu, còn những cái dòng sản phẩm khác như là collagen hay là vitamin C, vitamin E và tất cả những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm cao cấp được Harmony phân phối. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.